Rất vui khi quý thính giả đã quay trở lại kênh Caron Radio, kênh chuyên đọc lại những câu chuyện ma, chuyện tâm linh hấp dẫn. Quý khán giả có những câu chuyện tâm linh muốn chia sẻ cho mọi người cùng nghe thì hãy gửi mail cho kênh nhé. Kênh tổng hợp lại và đọc cho mọi người cùng nghe. Video hôm nay Caron Radio xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả phần 7 của series Những câu chuyện tâm linh có thật. Mời quý thính giả cùng thưởng thức. Câu chuyện bà già trong bệnh viện. Vào những năm 86-87 của thế kỷ trước, mẹ tôi khi ấy mang thai anh trai tôi. Bà được chẩn đoán là khó sinh và phải sớm nhập viện huyện để bác sĩ tiện bề theo dõi. Khi ấy bố tôi đi công tác xa nhà và chỉ có duy nhất một mình bà ở trong bệnh viện mà không hề có người chăm sóc. Phần vì bố không có nhà, phần vì họ hàng nội, ngoại hai bên đều ở rất xa bệnh viện huyện. Hơn nữa thời ấy kinh tế còn khó khăn, nhà nào có con, có cái là phải lo làm đồng, làm ruộng đến đầu tắt mặt tối. Làm gì có thời gian mà chăm nom cho sản phụ. Bởi vậy cho nên mẹ tôi đau đẻ, chỉ có một mình trong bệnh viện mà không có bất cứ một người thân nào ở bên. Phòng sản phụ của bệnh viện huyện khi ấy là một căn nhà chát bùn, có lõi tường là tre. Hay người ta còn gọi kiểu nhà ấy là nhà vách đất và lợp ngói. Thời ấy kiểu nhà ấy rất thịnh hành và còn được xem là kiểu nhà khang trang. Không mấy nhà trong huyện có thể xây được căn nhà như vậy, mà chỉ có thể làm nhà mái lợp tre thông thường. Có khi mưa gió còn không đủ ngăn qua vách tường. Đến đêm đông lạnh, chỉ biết ôm nhau mà rên. Trong căn phòng dành cho sản phụ ấy, có đến 4 người sản phụ ngoài mẹ tôi, cũng vì những lý do khác nhau mà nhập viện, đang chờ bác sĩ chẩn đoán theo dõi. Mẹ tôi nằm ở chiếc giường ở phía góc trong cùng và bên ngoài cửa, ngay đối diện giường của mẹ tôi là một người sản phụ thuộc dân tộc Thái. Người này có dáng người nhỏ thó, da dẻ hồng hào, cũng bị chẩn đoán là khó sinh và phải mổ đẻ. Cô ta kém mẹ tôi khoảng 4 tuổi và trong cả căn phòng dành cho sản phụ, cô ta là người duy nhất có người chăm sóc bên cạnh. Đó chính là bà mẹ chồng cô ta. Chuyện kể ra sẽ chẳng có gì. Nếu như không phải mẹ tôi vô tình xảy ra một chút mâu thuẫn với bà mẹ chồng này của cô ta. Bà ta có một nước da trắng, quầng mắt hơi thâm, và khi nhìn thẳng vào mắt bà ta, mẹ tôi có thể thấy được một màu đỏ đến đáng sợ. Đó không phải là màu đỏ vì bệnh tật hay vì bất cứ thứ gì khác, mà là một màu đỏ do ảo giác tạo thành. Đôi lúc mắt bà ta trông rất bình thường, đôi lúc lại chuyển thành màu đỏ một cách quỷ dị. Tất cả bệnh nhân trong phòng sản phụ khi ấy đều có thể nhận biết được sự khác thường này. Cho nên nhiều người lựa chọn cách lảng tránh, và tốt hơn hết là càng ít bắt gặp bà ta càng tốt. Bà ta luôn tạo ra một không khí sợ hãi trong căn phòng, giống như một bóng ma lẩn khuất, bất cứ khi nào bà ta cũng có thể xuất hiện một cách bất ngờ. Hôm ấy mẹ tôi pha sữa, vô tình để rớt một ít nước nóng lên người bà ta, khiến bà ta rất tức giận. Một cảnh tượng ghê rợn đã lập tức xảy ra trước mắt mẹ tôi. Bà già ấy nhe răng ra dọa mẹ tôi như một con thú, mắt đỏ tươi, khuôn mặt bà ta mọc ra những sợi lông tơ màu trắng rất dài. Trong phòng khi ấy không có bất cứ ai ngoài mẹ tôi, cô con dâu và bà ta. Vì hôm ấy, 3 ca sản phụ còn lại đều đã xuất viện khi sinh xong. Căn phòng chỉ có 3 người. Những cảnh tượng ấy chỉ có duy nhất mẹ tôi và cô con dâu của bà ta thấy được. Cô con dâu bà ta hình như đã biết trước việc này, nên chỉ bảo mẹ tôi ra ngoài và một mình cô ta ở trong phòng với bà già ấy để trấn an. Mẹ tôi nghe theo lời khuyên và đi ra ngoài cho đến khi được cô con dâu kia gọi vào. Khi vào mẹ tôi vẫn còn nhìn thấy ánh mắt hằn học của bà ta hiện rõ, và mẹ tôi luôn có cảm giác rằng mọi chuyện sẽ chưa dừng lại ở đây. 2 ngày sau, mẹ tôi may mắn sinh thành công anh trai tôi mà không phải mổ đẻ. Bà được xuất viện sớm vì sức khỏe đã hồi phục nhanh. Tối hôm ấy bố tôi về nhà thăm mẹ, mang theo một buồng chuối, lại nhìn thấy sắc mặt lo âu hiện trên khuôn mặt mẹ tôi. Ông hỏi, em làm sao thế? Mẹ tôi trả lời, hôm rồi ở viện em có gặp một bà già rồi vô tình làm đổ sữa nóng vào người bà ta. Rồi bà ta giận lắm. Bố tôi nói, rồi sao mà phải lo, em không xin lỗi người ta một câu hay sao? Mẹ tôi nói, em có nói, nhưng mà bà ta vẫn còn điệu hằn học lắm, nghe chừng chưa bỏ qua chuyện này. Hơn nữa em nghi bà ta là ma. Bố tôi đặt nải chuối xuống bàn cười khẩy. Em cứ khéo đùa, ma quỷ cái gì, em cứ hay tin vào mấy cái chuyện linh tinh không đâu đấy rồi, có ngày lại thần hồn nát thần tính. Bố tôi là cán bộ huyện,
là công bộc của dân. Thời này cán bộ đối với mấy chuyện mê tín dị đoan đặc biệt bài trừ, hơn nữa còn là những người đi đầu trong công tác tuyên truyền. Chuyện mẹ tôi nói bà già kia là ma cà rồng, ai tin chứ bố tôi tuyệt đối không tin. Còn tại sao mẹ tôi lại cho rằng bà già kia là ma cà rồng? Ấy cũng là vì có những nguồn gốc sâu xa của người dân xứ này. Người dân ở đây có một câu chuyện kể lại rằng ma cà rồng là một loài ma quỷ có tồn tại trong nhân gian. Bình thường, bọn chúng không khác gì người thường, vẫn ăn ở sinh hoạt như vậy. Nhưng khi đêm đến, đặc biệt là khi trời sáng trăng, chúng sẽ lộ rõ bản chất thật của mình với làn da trắng bệch, chiếc mũi to đỏ và hai cái răng nanh dài, đi hút máu và ăn xác thối. Người ta sẽ thấy những con ma cà rồng xuất hiện lẩn khuất khi nhà nào có đám tang đám giỗ. Bởi vì khi ấy, ma cà rồng biết rằng có người chết, chúng sẽ phục ở xung quanh nhà có tang và chờ khi cái xác được chôn xuống đất, chúng sẽ đào lên và ăn thịt của người chết một cách sạch sẽ. Mẹ tôi có kể qua một câu chuyện là có một cặp đôi người Thái yêu nhau. Chàng trai vô cùng say đắm cô gái và cứ mỗi đêm đến hai người lại hẹn nhau ra một nơi vắng vẻ để tâm sự. Điều khiến chàng trai bị cuốn hút đó chính là cô gái càng về khuya lại càng đẹp, nước da của cô càng trắng, khiến chàng trai mê đắm. Sau này hai người trở thành vợ chồng, trong bản xảy ra nhiều cái chết ly kỳ. Có người nghi ngờ người vợ là ma cà rồng chuyên đi hút máu người và báo cho người chồng. Nhưng anh ta vẫn không hề tin, tận cho đến khi hai đứa con của chính anh ta chết và anh ta tận mắt chứng kiến người gây ra cái chết là người vợ của mình, đang thò hai cái răng nanh để hút máu. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta đã hóa thành hình quỷ răng dài với cái mũi to tròn đỏ hỏn, cặp mắt đỏ tươi. Kể từ đó, người dân tộc Thái có một tục lệ truyền rằng đi đêm nếu gặp người nào càng xinh trai đẹp gái thì càng phải cẩn thận, kẻo có ngày rước ma cà rồng về nhà mà gặp họa. Hơn nữa, nếu có cảm giác có người theo dõi mình, hơn nữa nghi là người đó là ma cà rồng đang đánh chủ ý lên mình, trước hết nên chạy vào bất cứ cái nhà nào gần đấy, đút một nhánh tỏi vào túi quần để tránh con ma cà rồng tiếp tục bám đuôi theo sau để có thể về nhà an toàn. Còn nữa, nếu bất cứ người nào nghi ngờ người yêu mình là ma cà rồng thì có thể hẹn gặp ở chỗ vắng, sau đó nướng một con ếch nhái đút vào túi quần để thử. Ma cà rồng bình sinh rất thích ăn ếch nhái, đặc biệt ếch nhái nướng thơm lên, chúng sẽ không chịu được và sẽ để lộ nguyên hình. Những con ma cà rồng khi ngửi thấy mùi tỏi thì sẽ chạy đi ngay lập tức, còn ngửi thấy mùi ếch nhái nướng thì sẽ nhảy cẫng lên và bồn chồn không yên. Khi đó, người ta có thể xác định được thân phận thật sự của chúng và tìm cách tránh xa, cắt đuôi hoặc chia tay vì một lý do nào đó. Có đôi khi những con ma cà rồng không buông tha con mồi. Khi ấy, người ta sẽ phải lựa chọn cách là bỏ xứ mà đi. Quay trở lại chuyện mẹ tôi. Bố tôi sau khi về nhà một đêm thăm mẹ là ngay ngày hôm sau lập tức đi bản để bắt lợn. Vì ngày ấy, nhà còn nghèo, bố ngoài làm việc trên huyện còn phải làm thêm một số công việc như mổ lợn làm ba toa, đi bản buôn thóc ngô thì mới đủ trang trải cuộc sống. Và tai họa cũng ập đến ngay vào cái đêm ấy. Đêm ấy mẹ tôi luôn có cảm giác bất an và bà nghi ngờ rằng sẽ có chuyện xảy đến. Bà luôn cảm giác được dường như là có người đang theo dõi mình và người này đã ở rất gần từ sau khi bố tôi rời đi. Câu chuyện về những con ma cà rồng bám lấy người sống luôn ám ảnh mẹ tôi và khiến bà trở nên cảnh giác. Bà vội vàng nấu nhanh bữa cơm chiều. Ăn cơm xong là bà lập tức đóng cửa cài then và đi ngủ sớm. Bầu trời đêm nhanh chóng buông xuống, tiếng ve kêu inh ỏi cùng với trời nóng bức khiến bà không sao ngủ nổi. Linh tính khiến bà cảm thấy có chuyện bất an chẳng lành sẽ ập đến. Bà nhớ lại rõ ràng cái ánh mắt oán hận đỏ như máu của bà già trong bệnh viện, cùng với đôi mắt hằn học chưa buông của bà ta. Chợt mẹ tôi nghe thấy tiếng động đổ vỡ ở dưới gian bếp, bà lập tức giật mình. Tim bà đập nhanh hơn và cảm thấy hoảng sợ. Bà nhớ rõ khi chiều đã đóng chặt cửa bếp và cài then bên ngoài một cách cẩn thận. Bây giờ trong bếp có tiếng động loảng xoảng vỡ bát đũa như vậy, trừ khi là có người vào mở cửa. Bằng không, gió có khi nào có thể làm được việc ấy. Bà không nghi ngờ là có kẻ trộm, bởi lẽ trong bếp chẳng hề có thứ gì ngoài đống bát đũa. Nếu kẻ trộm muốn trộm, trừ phi là trộm thóc lúa gà vịt. Mà những thứ ấy thì không liên quan gì đến gian bếp cả. Hay là bố tôi đi bản về, đang đêm đói nên mò xuống bếp tìm thứ gì ăn để bỏ bụng. Nghĩ vậy,
Bà Liên lập tức đánh tiếng. Mình đấy à? Tiếng bà to gió, vọng ra bên ngoài, nhưng không hề có âm thanh đáp lại. Mẹ tôi mồ hôi chảy càng dày đặc hơn, bà nhớ lại lời cụ nội tôi có dặn. Nếu khi nào cảm thấy bất an, nghi là có ma, mày phải đặt một chậu nước ở trước cửa nhà, hai là đặt cái đòn gánh ở trước cửa nhà. Ma cỏ nó sợ một trong hai thứ ấy. Nếu may mắn thì mày có thể chống chọi được tới sáng mà thoát kiếp nạn. Mẹ tôi nhớ tới lời cụ nội, bà nhanh chóng tìm được thanh đòn gánh ở góc nhà. Ngay khi bà vừa đặt thanh đòn gánh chặn ở trước cửa, thì qua khe cửa, bà thảng thốt kêu lên. Bà nhìn thấy một đôi con mắt đỏ như máu đang hằn học nhìn qua khe cửa dõi vào trong nhà. Mẹ tôi sợ hãi ngã lăn ra đất, khóc rú lên. Đến khi mẹ tôi bình tĩnh lại, nhìn qua khe cửa không thấy bất cứ thứ gì, bà mới vội vàng thay chốt cửa bằng thanh đòn gánh. Khi mẹ tôi vừa sập thanh đòn gánh xuống, cũng là lúc cánh cửa đột nhiên bị đập mạnh từ phía bên ngoài. Âm thanh vang lên rõ một một, một cái bàn tay to lớn đấy, lông lá đang thò qua khe cửa thò vào trong nhà cố sức nảy thanh đòn gánh. Mẹ tôi sợ quá, cứ hét lên khóc như gì. Cánh cửa đập ngày càng mạnh thì mẹ tôi càng khóc lớn. Anh trai tôi khi ấy còn bé, nghe thấy âm thanh to quá cũng sợ hãi mà khóc giống lên theo. Cả không gian bao trùm một nỗi sợ vô hình. Bức vách tường thì rung lên rụng xuống những mảng đất cát. Với sức đập mạnh như thế, mẹ tôi không biết là liệu nó có chịu nổi hay không. Trong cơn sợ hãi, mẹ tôi vẫn cố làm theo lời cụ nội nói, chuẩn bị một chậu nước đặt trước cửa nhà. Nhưng trong chậu không có nước, chỉ còn lại mỗi gáo nước để ở đầu giường, không đủ để đổ đầy chậu. Mẹ tôi sợ quá, lại nghe ma cỏ là sợ nước tiểu của người, nên bà đánh dùng thứ nước tiểu của mình, của anh trai tôi, với gáo nước còn sót lại đổ vào chậu đặt ở trước nhà. Làm xong những việc ấy thì tiếng động cũng đột nhiên im bặt. Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mọi chuyện đã qua. Bà định lên giường đi ngủ, mong cho mau tới trời sáng. Bà cố sức không dám nhìn vào khe cửa, bởi vì khi ấy bà sợ rằng lại bắt gặp ánh mắt hằn học qua khe cửa kia sẽ khiến bà không chịu nổi mà ngất đi. Nhưng bà vừa nằm lên giường thì tiếng đập cửa lại tiếp tục vang lên. Bà vừa sợ hãi vừa tức giận kêu gào. Mày cút đi! Mày cút đi! Bà kêu gào hai lần như thế thì tiếng động lần này cũng đã im bặt. Chỉ còn lại khoảng không gian tối đen như mực, với ánh sáng leo lắt. Bà mệt nhọc, quay sang dỗ anh trai tôi đi vào giấc ngủ, thì đập vào mắt bà lại là đôi mắt đỏ tươi như máu ấy. Cái đôi mắt đỏ tươi ấy đang nhìn qua khe cửa sổ, nhìn vào phía giường, mà chiếc giường lại đang đặt ngay cạnh khe cửa sổ. Mẹ tôi hãi hùng quá, ngã bật xuống đất, khóc rưng rức, kêu cha gọi mẹ. Rồi trách bố tôi, sao lại bỏ mẹ tôi ở nhà một mình thế này. Đến bây giờ thì trên giường bà cũng không nằm được nữa. Bà lại phải đến trước cửa chính, ôm thanh đòn gánh, ngồi cạnh chậu nước mà ôm anh tôi suốt đêm. Bà thức trắng cả đêm, tới sáng thì bố tôi cũng bắt lợn trong bàn về. Con lợn 4-5 tả, được bố tôi nhốt vào chuồng. Rồi bố tôi thấy nhà cửa lại siêu vẹo, bát đũa trong bếp thì vỡ ngổn ngang. Lại thấy mẹ tôi ôm anh trai tôi ngồi trước cửa nhà mặt thất thểu, thì đánh tiếng hỏi, nhà cửa làm sao thế này? Mẹ tôi đêm hết chuyện đêm qua, kể lại cho bố tôi, nhưng bố tôi không tin, chỉ chống tay vào nạnh nói, chắc là thằng trộm nào nó mò vào nhà, rồi nó nhát cho một trận, chứ làm gì có ma quỷ nào. Mẹ tôi vừa khóc vừa kiên quyết khẳng định, em nói thật đấy, em đoán là đêm nay kiểu gì nó cũng quay lại, là bà già ấy chứ không sai, bà ta không buông tha cho em đâu. Bố tôi gật đầu, sửa lại cánh cửa siêu vẹo, dọn gian bếp. Mẹ tôi cũng đi chuẩn bị bữa ăn rồi, nhanh chóng đi ngủ chờ đến đêm. Đêm hôm nay bố tôi ở nhà, pha ấm chè đặc ngồi ở giữa nhà, cửa mở toang thức chờ đến sáng, xem cái thứ mà mẹ tôi nói là cái gì. Ông cầm rõ tấm đòn gánh thủ thế, cho dù có là thằng trộm nào đến nhà, ông cũng sẽ đánh nó một trận ra trò. Thế nhưng, hết đêm dường như là trêu ngươi bố tôi. Lại chẳng hề có chuyện gì xảy ra, và mẹ tôi đêm ấy được một giấc ngủ ngon. Sáng ra bố tôi mắng mẹ tôi một trận, mẹ tôi nghi ngờ là vì nó biết được bố tôi ở nhà nên không dám hành động. Cho nên bà bàn với bố tôi, giả vờ đi đâu đấy, khi ấy nửa đêm trở về, nhất định sẽ rõ mọi chuyện. Bố tôi thì mắng là mẹ tôi dở hơi, lắm trò. Nhưng vì vẫn muốn minh bạch cho mẹ tôi ra nhẽ, nên đêm ấy vẫn xách con dao bên người, rồi qua nhà chú thím, cách đấy nửa cây số ngồi chơi, rồi chờ nửa đêm mới về. Mẹ tôi ăn cơm chiều xong, lại đóng cửa cài then.
Và quả nhiên lần này sở liệu của bà đã đúng, dường như nó biết được bố tôi không có ở nhà. Nên ngay khi màn đêm đen xuống, mẹ tôi trốn ở trong nhà cài chặt cửa, là cái tiếng động đập cửa ấy lại vang lên. Bà khóc thét lên sợ hãi, tay nắm chặt đòn gánh, chậu nước đã được đong sẵn để trước cửa. Nhưng dường như lần này, những thứ ấy không thể ngăn được con ác quỷ bên ngoài khung cửa. Bà ôm anh trai tôi khóc nấc lên. Anh tôi khóc rống lên như muốn nói, sao bố không về nhanh đi để bảo vệ mẹ con. Và khi cánh cửa không còn chịu nổi, hiện ra trước mắt mẹ tôi là một thứ sinh vật đầy lông lá, với răng nanh dài, lông nó trắng muốt. Toàn thân to lớn khắp nơi đều như một con thú, nhưng có một điểm khiến mẹ tôi lập tức nhận ra là dáng điệu lòng khòng không sai vào đâu được của một bà già, và đôi mắt to đỏ hằn học ấy. Nó nhăm nhe lượn lờ ngoài cửa không vào, vì vẫn còn e ngại chậu nước trước cửa nhà và cây đòn gánh trong tay mẹ tôi. Lúc ấy mẹ tôi đã sợ đến xanh mặt, chỉ trực ngất đi. Và trong tiếng gió, bà có thể nghe thấy cái giọng khàn khàn như oán trách của bà già kia. Cái âm thanh bằng tiếng dân tộc mà bà có thể hiểu được vài phần. Đúng lúc này như được trời giúp, bố tôi ở đầu đường đang tha thẩn đi về. Nghe thấy tiếng khóc giống ở nhà thì lập tức chạy như bay cầm dao xông đến. Nhìn thấy thứ sinh vật kinh khủng đứng lù lù trước nhà khiến bố tôi cũng hãi hùng. Ông thoáng chùn chân một chút, nhưng vì nghĩ đến vợ con rồi máu đàn ông nổi lên. Ông cố nén sợ hãi xông đến cầm dao khua loạn, vừa khua vừa quát vừa hét lên để cho thứ vật kinh khủng kia sợ hãi mà bỏ đi. Mẹ tôi thấy bố tôi về, cũng như lấy được thêm sự can đảm, cầm thanh đòn gánh trong tay cũng nhắm mắt nhắm mũi lao về phía thứ vật kia mà đập loạn lên. Tận khi hai người nghe thấy tiếng chu réo sợ hãi, tiếng loạt soạt vấp ngã ở sau lùm cây, hai người mới dám mở mắt ra nhìn rõ xung quanh sự tình. Lúc này cả hai mới thở dài nhẹ nhõm. Mẹ tôi ôm bố tôi mà khóc, vừa trách bố tôi là không tin bà, vừa trách vì sao bố tôi về muộn đến thế, về muộn hơn một chút nữa thì hai mẹ con đã. Còn bố tôi thì sau đấy tin thật, và cũng rút kinh nghiệm là mỗi lần có việc đi xa đều nhờ người sang ngủ trong nhà giúp. Hôm thì bà chị dâu, hôm thì là bà thím, để cho nhà có tiếng người qua lại. Con ma kia sợ sẽ không dám bén mảng đến. Còn về bà già kia, mẹ tôi trong một lần đi chợ có gặp lại bà ta. Cũng không xa hôm xảy ra sự việc, bắt gặp ánh mắt mẹ tôi, bà ta tỏ ra rất sợ hãi. Mẹ tôi lơ đãng nhìn xuống chân bà ta, thì thấy bàn chân bà ta bị cắt cụt một mẩu và đi lại tập tiễng. Nhớ lại sự việc hôm ấy, sáng hôm sau bố tôi ra sau vườn kiểm tra, chỉ thấy một khúc chân chó chẳng rơi lại, nghĩ là của thứ thú vật hôm qua, nên bố tôi lập tức đem đi đốt ngay. Mẹ tôi lúc gặp bà già ở chợ thì chỉ thở dài tặc lưỡi. Sau này có người báo tin bà ta đã bỏ đi xứ khác. Rồi thì dần dần anh tôi lớn, bố tôi cũng không còn đi bản nhiều nữa, cho nên mẹ tôi cũng bớt sợ. Và những chuyện ly kỳ như vậy cũng có đôi lần xảy ra. Chỉ là xảy ra ở một gia đình khác, không phải gia đình tôi. Người ta cũng nghi ngờ cho bà già kia chính là thứ ác quỷ ám ảnh mình, nhưng không có căn cứ nên cứ để vậy. Đến khi bà ta biến mất, những chuyện kiểu như vậy mới thực sự chấm dứt. Những mẫu chuyện ngắn có thật ở trong xóm. Câu chuyện đầu tiên là của mẹ em. Lúc nhỏ, ở cái lứa tuổi 10 đến 12 tuổi, hay ngủ với mẹ thì hay bảo mẹ kể chuyện ma để nghe, nên giờ cũng lục lại trong trí nhớ. Mà mọi người biết rồi, tâm lý ở cái lứa tuổi ấy, những gì nó đáng sợ hay hồi hộp đều lưu lại trong đầu rất lâu đúng không? Mẹ sinh năm 1960, nhà ngoại có 5 anh, chị, em. Mẹ là con thứ 3 trong gia đình, chỉ có một em trai là cậu của em, nhưng mất từ lúc 16 tuổi. Còn lại là ba dì. Mẹ là người hay phụ ông bà ngoại, lo việc đồng áng, trâu bò, làm như sức của một người đàn ông vậy đó. Ngày xưa ở trong xóm cái thời đó, thì nhà ai cũng có một chuồng bò hết. Cứ sáng sớm là cả làng đều cho bò, trâu, dê vào núi để ăn, rồi làm ruộng nương trong đó, đến chiều tối thì dắt về. Để em mô tả sơ cái xóm mà em ở cho mọi người dễ hình dung, vì những câu chuyện ngắn đều nằm trong xóm hết, là xóm nằm ở trong một cái xã gần núi. Từ ngoài đường lớn chạy vào cây cối hai bên tùm lắm. Xoài, dừa, đặc biệt là cây tre, nó bao hết thành hình vòm cung. Cảm giác tối tăm và âm u lắm ạ. Chạy thẳng vào trong để tới nhà em là có một ngã tư mà dân ở đây hay gọi là tráng ba từ địa phương, vì một lối vào thẳng núi nên mọi người không tính. Em nghĩ vậy. Mà ngay cái ngã ba này
ớn lắm mọi người ạ. Tất cả mọi người ai mất đến lúc đem đi chôn đều lên ngay ngã ba này vái lại. Với lại ngay đó có một cục gò mối bự đùng kèm theo một cái kiểng bằng sắt để đánh mỗi lần hội họp dân làng. Còn lại cứ cách vài ba mét là có nhà dân xung quanh. Thời mẹ ở tuổi đó hay phụ ông bà dắt bò vào núi thả ăn thì có một lần. Trong một đàn bò có một con để kéo cày cái nết nó bướng lắm, hay đi ăn lúa của người ta, nên mỗi lần chăn về nhà là mẹ cực lắm phải đi chăn, dắt, đuổi nó về. Nên người dân trong xóm họ về gần tới nhà khi trời sầm sầm tối rồi mà mẹ em đều về trễ. Cái con đường em mô tả lúc đầu là đường vào trong xóm có người ở, còn con đường mà chăn dắt bò thì ở trong núi nó lại ghê gớm hơn gấp 10 lần. Càng vào sâu trong gò núi thì cây cối càng rậm rạp, tùm. Đặc biệt là có một cây người ta gọi là cây chiêm chùa. Nó có bông đẹp lắm, nhưng mà cái mùi của bông lại thúi y như phân vậy đó. Cũng như mọi ngày, mẹ cho bò về trễ đi ngang qua cái cây đó, hầu như ai cũng phải đi ngang qua đó. Mẹ thấy có một thằng nhóc ngồi trên cái cây đó mới chợt nghĩ, ủa con cái của ai sao giờ tối chạng vạng rồi còn trèo trên cây? Mà nó nhìn xuống còn cười ha hả luôn nha. Nghĩ bụng thế, nhưng nhìn một lần nữa thì lại không thấy. Thế là mẹ biết gặp phải gì rồi. Ba chân bốn cẳng lùa bò thật nhanh để về nhà và kể lại cho ông ngoại nghe. Mà đối diện với cái cây đó còn có thêm mấy cây thị, phải gọi là cổ thụ luôn nha mọi người. Kể mà em nổi cả hết da gà luôn. Kể từ ngày gặp thằng nhóc ngồi trên đó thì mẹ em thay đổi tính nết hẳn luôn. Mà lúc đó mẹ cũng mới cưới chồng, một người trong xóm, và nhà ở gần ngay ngã tư em đã kể ở trên. Và cũng chỉ ở được một thời gian thôi, chồng trước của mẹ. Cứ mỗi chiều tối, chạng vạng là mẹ em hay chạy thẳng vào cái cây trong đó để trèo lên và ngồi, cứ qua cái giờ đó là tự về. Mà về xong là không nhớ gì hết luôn. Biết thế nên ông, bà và chồng trước của mẹ gần đến giờ đó là phải trói lại, mà phải là 4-5 người phụ mới trói lại được. Mẹ khỏe kinh khủng, khi mà bị trói lại thì mẹ gầm gừ và lườm nhìn và la hét ghê lắm. Biết là mẹ bị vong nhập do đi bị vướng, nên ông bà ngoại có dắt mẹ lên trên xóm khác để nhờ cô kia giải. Vừa lên trên nhà, cô kia là cổ biết ngay, cầm hẳn một bó nhang đang cháy rực chọc thẳng vào mặt. Cầm con dao như dao chặt dừa, chặt thẳng vào thân thể mà chẳng bị làm sao. Còn cái thằng nhóc ở trong người mẹ thì la o, khóc lóc van xin. Phải đi tận vài lần nó mới chịu ra ngoài, thì mẹ mới hết. Và đó cũng là lần đầu mà mẹ em bị vấn đề đó về tâm linh. Câu chuyện thứ hai là cũng là mẹ em chứng kiến luôn. Mẹ kể cái thời bà ngoại cố còn sống là thời chiến tranh, lính ở ngoài Bắc vào chiếm đóng và đánh với quân Mỹ ở phi trường. Có chạy nạn xuống xóm em, người chết như dạ, bom thì thả ngày đêm. Mẹ kể lúc còn nhỏ, tầm 14-15 tuổi, hay đi chơi với trai gái bạn bè trong xóm để coi hát bội nên về muộn. Thời ngày ấy vẫn còn nhà tranh, ông ngoại với mẹ hay ngủ phía trước nhà bằng tấm phẳng. Thì do đi chơi về trễ, tầm 10-11 giờ đêm, vừa về tới nhà nằm được tí, thì mẹ nghe tiếng chân chạy lộc cộc lên xuống phía trước nhà. Có cái hàng rào bằng cây song lức, nó thấp thôi chứ không cao. Thì thấy hai ba người bộ đội cứ chạy lên chạy xuống, có người thì đi bình thường, có người thì đi khập phiễng. Thế là mẹ mới kêu ông ngoại. Ngoại thì nằm kiểu vừa chợp mắt thôi nên bật dậy cũng thấy, hết hồn nên hai người lo dọn đồ vào bên trong để ngủ. Ngủ đến đêm thì phòng mẹ ở giữa gian nhà có cửa sổ, đang ngủ mơ màng thì ối rồi ôi, có bàn tay quấn bằng vải trắng, thọc vào xuyên qua cửa mò đi mò lại. Mà thấy mỗi cánh tay thôi nha, nó dài hơn cánh tay bình thường của con người. Mẹ tỉnh dậy thì thấy nó rút từ từ chứ không nhanh. Mẹ hét lên thì cả nhà mới hỏi là có chuyện gì. Biết là bị ghẹo rồi nên ông bà ngoại có ra ngoài thắp hương khấn vái thì mới hết. Mà như em nói ở trên rồi đó, sát vách có căn nhà đó, nó u ám ghê rợn lắm. Mãi sau này chủ nhà đó bán lại cho ông kia. Tới thời em còn nhỏ xuống nhà chơi mà còn sợ. Mặc dù không thấy gì hết, nhưng vào trong căn nhà đó là lạnh ớn ngay. Và đó là hai câu chuyện mẹ em bị trêu và thấy. Câu chuyện thứ ba là chính ba em kể lại. Lúc em còn nhỏ hồi học lớp 3, thời đó thì nhà cũng còn khó khăn. Ba em làm nghề làm tôm ở trong cái hồ, hồ Cửa Khâu. Mà trước đó là trong xóm làng cũng vào cái hồ đó để làm nhiều lắm. Mãi về sau thì chỉ còn mình ba em làm thôi. Hồi lớp 3 đó thì em cũng đi làm chung với ba luôn. Buổi chiều tối là sẽ chuẩn bị cám hoặc cà phê rang lên để làm mồi tôm.
thêm nữa là có mấy cái khung bằng mùng. Vải mềm, chắc phải chục cái để làm bẫy. Tới tầm 10-11 giờ đêm mới đi. Như câu chuyện đầu của mẹ em có kể về con đường để vào gò, núi rồi đó. Nó kinh dị thấy ớn, mà chăn dắt bò chỉ là đi nửa đường thôi. Còn vào cái hồ này, phải đi nửa đường nữa mới tới. Cái hồ nó nằm sát chân núi bao quanh, hồ rộng lắm mọi người. Nhắc tới cái hồ đó, chắc cũng phải rất nhiều người đã nằm im ở đó luôn rồi. Cách nhà em vài căn thì có ba cha con nhà kia cũng vào đó làm. Mà xui thế nào hôm đó trời mưa, ba cha con nhà đó đi làm, chia hai cái xuồng. Hai chị em một xuồng, còn người cha một xuồng. Ra đến giữa hồ thì xuồng của ba người bị lật úp luôn. Đó là em chỉ kể điển hình những người đã nằm im ở cái hồ đó thôi. Do khó khăn nên ba em cũng ráng làm. Mà do ba sống ở cái thời đã trải qua chiến tranh, bom rơi, người chết nên cũng dạng lắm. Bình thường thì em sẽ theo ba để đi vào làm chung, đi theo bê cái rổ đựng. Với phụ cầm mấy cái bẫy tôm, mà sợ lắm, sợ kinh khủng, tại hồi đó còn quá nhỏ. Với lại cũng nghe kể ở hồ này nhiều người nằm rồi, nên phải nói là rén cực kỳ. Nguyên cả cái hồ to đùng thế, mà chỉ có hai cha con thôi. Đã thế tối, còn có mấy con mang nó kêu như tiếng người vậy đó. Đèn pin thì bà chỉ cho dùng lúc soi bắt tôm lên thôi. Còn lại là tối thui tối mỏ. Còn những hôm em không đi thì ba đi một mình. Có một lần mãi về sau không còn làm nữa. Ba mới kể, sợ lúc kể lúc còn làm em không dám đi ở cái hồ đó. Phía trên là có một cái bờ tận trên cao gọi là mặt hồ. Thì trong lúc đợi tôm dính bẫy tầm 2-3 giờ sáng, ba ngồi trên mặt hồ thì thấy nguyên một đóm lửa to như cái nia cứ bay tới bay lui trước mặt ba. Tầm phải 10 phút sau thì mới mất. Những tưởng là ông bà đi chơi rồi thôi. Ai dè mất tầm 10 phút nữa thì xuất hiện nguyên một cái bóng đen ngòm tiến gần chỗ ba em. Nhưng không tới sát đâu, đứng im ở đó chắc cũng phải 5 phút. Như em nói rồi đó, ba em là người phải gọi là dạng dĩ lắm. Mà lúc đó ba còn run bần bật, người cứng đơ luôn. Ráng lắm mới rút con dao từ trong lưng quần ra. Tại đi làm khuya, thế nên ba hay thủ con dao trong người. Rút con dao ra mà người cứng ngắt, miệng không ú ớ được tiếng nào. Ráng thêm nữa thì ngồi châm được điếu thuốc hút, lấy bình tĩnh. Rồi từ từ cái bóng đen ấy mới biến mất hẳn. Mà lúc bóng đen ấy biến mất là ba em vội gom đồ đi hẳn về nhà một mạch không làm nữa. Với lại ba nói, đây cũng là lần đầu mà ba gặp vấn đề. Thấy chuyện tâm linh như thế này. Thêm, đi làm tôm thì trước đó mẹ với hai anh chị của em cũng đi làm phụ. Em thì chỉ là thời sau thôi. Ba mẹ con cũng vô làm bình thường như mọi khi, nhưng do hôm đó trời mưa lất phất, cũng hơi nặng hạt tí, nên lên phía trên núi để nằm nghỉ. Tại trời mưa là tôm nó không có vào bờ. Lúc nằm nghỉ thì chỉ có anh trai của em là ngủ thôi. Mẹ với chị cũng còn thức, đang nằm thì không biết là người hay ma, nó ném đất cát vào ba mẹ con. Ban đầu thì nhẹ và ít, nhưng càng về sau ném càng nhiều càng mạnh. Cái hổ, cửa khâu này em cũng từng chứng kiến một người nằm im rồi. Chẳng là hồi đó em với chị kế em có đi vào núi để hái trái cây về bán, thì hai anh em nhà kia cũng đi hái chung. Hái xong tầm 10-11 giờ trưa, nắng nóng quá thì xuống tắm. Em ở trên núi nhìn xuống vẫn thấy được, vừa xuống tắm tầm 10 phút thì người còn lại la hét quá trời. Vì người kia bị đuối nước do không biết bơi, xong thì hai chị em cũng đi về. Đến mãi buổi chiều đi học về, em mới nghe mọi người kể lại. Có mời một thầy vào để gọi hồn. Thầy vẽ hai lá bùa quăng xuống thì có con cá chép ngoi lên đớp liền mọi người ạ. Khi mà con cá chép nó đớp thì một lúc sau cái xác mới nổi lên. Chứ lúc vừa đuối nước thì cái bạn còn lại và thợ lặn lặn xuống tìm mãi mà không thấy. Mà cũng tội, cái bạn đuối nước đó lớn hơn em tầm 2-3 tuổi thôi. Mồ côi cha mẹ ở với ông. Nghe mọi người trong xóm làng bảo cứ mỗi năm hoặc vài năm sẽ có người thế. Tiếp câu chuyện trong xóm nè, ở xa nhà em một tí, có cặp vợ chồng kia cũng lớn tuổi hơn ba mẹ em. Lúc người vợ mang thai sắp sinh thì người chồng kêu phá mọi người à. Em nhấn mạnh là sắp sinh nha. Cả làng biết chuyện đó, ai cũng chửi rủa ông đó ghê lắm. Lúc mà sắp sinh vì chuyện gì không biết, mà người chồng không cho vợ sinh, bảo vợ phải kẹp chết đứa trẻ. Khoảng thời gian sau khá lâu, thì có người đàn ông trong xóm đi mua thuốc hút. Lúc chạng vạng thì thấy một cậu nhóc nhỏ xíu đứng chạy qua chạy lại trước con ngõ vào nhà vợ chồng người kia. Thì khi thấy thế, người đàn ông đi mua thuốc mới xoa đầu hỏi.
là con cái ai giờ sao còn đứng đây, không về nhà đi. Khi xoa đầu đứa nhỏ đó thì mới hết hồn, cái đầu nó mềm nhũn, mềm như cục bột vậy đó, thì mới tá hỏa là biết bị ghẹo rồi. Ông chạy xuống nhà vợ chồng người đó để nói cho biết. Chứ trước đó cũng nghe về chuyện người chồng không cho vợ đẻ đứa nhỏ, nên nghĩ là con của hai người đó chắc rồi. Thế mà người chồng vẫn nhất quyết không ngó ngàng gì tới. Mãi về sau người chồng mất, mà mất theo kiểu tức tối lắm, kiểu như quả báo á, cũng rất ít người tới viếng luôn. Tiếp theo là chuyện của chị em. Lúc còn nhỏ ba hay sai đi mua thuốc hoặc rượu. Hôm đó thì ba sai đi lúc chạng vạng tối tầm 6 giờ, vừa lên ngay cái ngã ba mà em kể ở trên á. Ngay đó có ngôi nhà, phía trước có cây dừa và cây xoài. Cây dừa thì sát đường đi hơn. Vừa lên ngay chỗ đó, chị em thấy một người phụ nữ ngồi trên nhánh cây xoài, đâm ra ngoài đường. Mặt đồ thì trắng xóa, tóc thì dài, thườn thượt. Ngồi đó mọi người biết làm gì không? Chải tóc với du con mọi người ạ. Thấy thế chị em, ba chân bốn cẳng chạy ù về nhà luôn, không mua, không rằng gì nữa hết. Mà phải nói là nguyên cái xóm toàn ma cỏ không? Mặc dù là nơi em sinh ra và lớn lên, nhưng phải nói là kinh khủng và u ám. Thời em còn học cấp 3 mới ớn xương sống. Thời đó nhà toàn bỏ hoang vì phụ huynh vào trong Sài Gòn buôn bán để kiếm tiền nuôi con ăn học. Nhà em thì cũng thế, anh chị với mẹ đều đi hết. Chỉ ở nhà một mình thôi, mà lúc đó năm lớp 10 ba em vừa mất nữa. Bản thân em là con trai còn rén mỗi khi phải đi cái con đường từ ngoài về tới nhà. Mà kể tới mới nhớ, cái lúc ba mất là năm lớp 10. Sơ qua tí về câu chuyện ba em mất nhé. Trước đó, một hai ngày thì đám giỗ của ông nội, mọi thứ vẫn bình thường. Ba em về nhà nội để cúng kiến. Tối hôm ba mất thì vẫn ăn uống bình thường, ngủ chung với em luôn. Sáng dậy vẫn kêu em dậy đi học. Ba dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị lên Tây Nguyên đi làm. Học đến tầm 10 giờ trưa thì đang lúc ra chơi, có đứa bạn lớp kế bên mới kêu là ra ngoài cổng có người gặp. Ba bạn mất hay gì đó, mình mới ngỡ ngỡ ủa, ai mất? Ra tới cổng thì thấy bà mợ trong gia đình, lúc này mới khó hiểu một cách lạ kỳ. Ủa sao mợ lên đây kiếm mình? Nghe mợ nói ba con mất rồi, nên mợ trở về. Trong đầu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, vì lúc sáng mọi thứ vẫn bình thường. Ba vẫn khỏe mà. Gần tới nhà thì thấy mọi thứ đồ đạc trong nhà được đem hết ra ngoài thì mới nhận thức được là ba mất. Ba em mất vì lý do sáng đó dắt xe máy lên nhà hàng xóm để bơm. Vừa đứng đó thì kêu mệt khó thở trong người, rồi ngã xuống mất luôn. Sau khi lo hết mọi thứ về đám của ba em thì mọi người cũng đi làm hết, chỉ còn mỗi em và mẹ ở nhà. Hôm đó mẹ dắt đi xem bói, vì được bà trong xóm chỉ lên tới nhà bà thầy xem bói, cái cảm giác nó ớn lạnh lắm mọi người. Chẳng hiểu sao vừa bước vào cái ngõ thôi đã lạnh rồi. Vào trong xem hết thì mới nghe bà bảo là nhà con, ý là nói với mẹ mình á, trong nhà và ngoài sân nhiều ngải lắm. Nghe tới đây ớn lạnh tiếp lần hai, vì đây là lần đầu được mẹ dắt đi mấy chuyện như thế này. Coi xong bà thầy còn múa đường quyền nhá. Huýt sáo rõ thanh, đã thế còn cầm con dao bự đùng như dao chặt dừa ấy, chặt liên tiếp vào người mẹ mình bảo là giải trừ gì đó mà mình cũng không biết. Coi xong thì cũng tầm đầu giờ chiều, mẹ trở vào lớp học, học đến chiều tối thì về. Ta nói cái cảm giác vừa bước vào nhà khi mà chợt nhớ lại lời bà thầy nói. Nó ớn lạnh hết cả người. À, coi xong bà còn dặn là về hai mẹ con xông nhà đi bằng cách lấy phân gà sáp với rơm, tỏi đốt lên rồi nhảy qua nhảy lại. Cái khoảng thời gian đó, nhìn cái khung cảnh trong nhà và trong xóm nó u ám kinh khủng mọi người ạ. Xóm thì nhà hoang đầy ra, ba thì mới mất. Trong nhà còn mỗi mình là con trai, mà mới học lớp 10 chứ mấy. Sợ. Cái lúc mà xong ấy, nhảy qua nhảy lại, rồi nhớ tới lời bà thầy mà em nói muốn xỉu ngang vậy đó. Một phần vì sợ, một phần chắc do bị khói của rơm nó làm ngộp. Hai mẹ con sợ, mà chỉ biết nhìn mặt nhau thôi, chứ không dám nói. Mãi tới tận bây giờ lớn rồi, nghĩ lại, vẫn còn ám ảnh cái khoảng thời gian đó. Mọi người cứ hình dung đi, khung cảnh bầu trời lúc chiều tà, u ám, xóm vắng tanh, im liềm, căn nhà lạnh ngắt vì có người mới mất. Thêm lời bà thầy phán nhà nhiều ngãi, trong ngoài đều có, lúc nhúc xung quanh nhà. Tới nỗi mà đêm ngủ em còn nằm mơ, mẹ kể tối đó đang ngủ em bật dậy, chỉ tay vào bụng mẹ và nói: "Mẹ, mẹ ngọn đèn ở đâu nằm trên bụng mẹ kìa." Giờ mỗi lần kể lại, mẹ cười muốn nổi thương vì đã sợ mà còn bị em mớ chọc cho rén. Câu chuyện, giải oan cái chết. Tôi có một người cậu chết trẻ. Nếu nói về cái chết của cậu thật sự là một cú shock. Tối hôm trước vẫn còn sang nhà tôi cười nói:
Sáng hôm sau thì mãi không thấy cậu ngủ dậy. Tưởng là dậy muộn thôi, cho đến 11 giờ, người nhà gọi dậy thì thấy xác đã lạnh. Cậu đã ra đi mãi mãi, một cách thầm lặng, không đau đớn, vì tay vẫn còn vắt trên trán mà không hề có biểu hiện dãy giụa đau đớn gì. Người ta vẫn hay gọi như thế là cái chết tiên. Xin nói thêm, cậu còn trẻ khỏe và không hề có tiền sử bệnh gì, cũng như không hề tệ nạn gì cả. Cũng không có cú sốc tinh thần hay buồn, bất cứ chuyện gì. Chắc hẳn có rất nhiều người cũng ra đi theo cách này. Hồi ấy tôi chưa nhập môn, còn rất trẻ, chưa trải sự đời đi xem bói thì thầy bói nói cậu bị quỷ hại chết, đánh đứt dây mạch máu não trong giấc ngủ, và hiện tại linh hồn cậu cũng đang bị quỷ đánh đập. Tuy nhiên 3 năm sau, cậu sẽ được siêu thoát. Thầy bói khuyên tôi phóng sinh 108 con chim và ra chùa cầu cho cậu. Tôi làm theo y hệt thì ngay tối hôm đó tôi không mơ thấy gì. Nhưng ông của tôi mơ thấy cậu về và bên cạnh có một vị quan nói rằng xong rồi nhé. Và mẹ tôi cũng mơ thấy có người nói bên tai là chuyện của cậu đã được lo liệu ổn thỏa. Bẵng đi một thời gian, nhìn chung mặc dù hồi đó chưa nhập môn nhưng đã có hiểu biết về sinh lão bệnh tử, tứ diệu đế của nhà Phật, nên nhìn chung tôi không quá đau buồn, cũng không suốt ngày nhung nhớ người đã chết. Vì thật sự như thế, không tốt cho người chết một chút nào. Tôi cũng có vài lần mơ thấy cậu, nhưng xen lẫn trong đó có cả những giấc mơ bọn ma tà biến thành cậu để lừa tôi. Cách phân biệt như sau. Nếu là gia tiên của mình, về trong mơ thật, sẽ luôn giữ khoảng cách với mình, không đụng tay đụng chân vào mình. Còn nếu là ma tà, nó luôn tìm cách đụng chạm, thậm chí nắm tay và muốn ôm mình. Trong trường hợp đó, phải hoặc là tránh, hoặc là chạy, không để nó động vào người. Và nếu để ý sẽ thấy, nó luôn cười ngoác mồm ra ấy. Hơn 2 năm sau, tôi nhập môn và thi thoảng tôi có nhìn thấy cậu đang tu ở vùng rừng núi xa theo đạo mẫu, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu đều chỉ thấy cậu ngồi đó vô cảm, không nói không rằng, không một biểu cảm gì cả. Cho đến một ngày tôi phát hiện ra lý do cậu chết. Thì ra một người trong nhà, vì không muốn cậu được ông bà chia tài sản, nên nhờ thầy tà cúng và mang bùa về nhà, kết hợp với việc bát hương nhà cậu bị quỷ nhập, nên có 2 con quỷ nó giết cậu ấy trong lúc ngủ. Cậu ấy ra đi mà không hiểu tại sao mình lại chết, nên chết đi, trở nên câm lặng và vô cảm. Biết rõ ngọn ngành tôi liền ra chùa, tất nhiên là quán sứ, để nói rõ mọi chuyện báo cáo thánh thần, cậu cũng được thánh thần triệu đến để nghe. Nghe xong tôi thấy cậu òa khóc, nhưng tất cả đã quá muộn, thân thể đã là đống tro tàn. Đến khi tôi đi về nhà, vẫn thấy cậu đi theo xe tôi mà khóc, khóc vì oan ức và tiếc nuối. Tôi chỉ biết cầu thánh thần gia hộ hóa độ cho cậu thôi. Sau đó, cậu có đi theo Bồ Tát Địa Tạng một thời gian, rồi được giao nhiệm vụ theo dõi tôi, vì biết hay có nhiều ma muốn hại tôi để kịp thời đi báo cáo. Trong thời gian đó, tôi tối nào cũng tụng kinh. Mỗi lần mở kinh ra là đã thấy cậu đứng sau lưng nghe kinh tôi tụng. Tôi cũng luôn cầu cho cậu được theo hầu thánh thần, tu học và không phải quay trở lại kiếp người khổ sở nữa. Một hôm đang tụng kinh, tôi thấy 2 con quỷ năm xưa giết cậu đứng ngoài cửa sổ nhìn tôi và nó liền bị thánh thần tung lưới bắt lại giải xuống địa ngục. Tại đó chúng nó và cậu tôi 3 mặt một lời và bị Diêm Vương xử đánh tan hồn tan phách. Diêm Vương cũng cho phép cậu tôi quả báo người đã hại cậu. Nhưng cậu tôi chỉ nói là thôi, nếu quả báo người đó mạng đổi mạng thì con người ấy sẽ khổ nên bỏ qua. Bất ngờ một hôm, thầy bói năm xưa xem cho tôi nhắn tin cho tôi. Cậu hỏi, ai nhắn đấy? Tôi liền trả lời, đó là thầy bói ngày xưa đã xem cho cậu khi cậu mới chết và là người góp phần đưa cái chết oan ức của cậu ra ánh sáng, cũng là người gõ đầu trẻ, nhập môn cho tôi vào đạo Phật. Nghe vậy cậu liền bay đến nhà thầy bói. Hồi trẻ tôi có giới thiệu cậu đến xem một lần nên cậu biết nhà. Nhưng nhà thầy thờ Phật không vào được. Cậu quỳ bên ngoài, cảm ơn thầy bói rồi đi theo các quang thần linh đi đầu thai. Tôi chỉ thấy cậu quỳ trong tại một căn phòng, một vị quan ngồi trên và sau đó linh hồn cậu dần tan biến để nhập vào một cái thai thích hợp có duyên với cậu. Lần cuối cùng, cậu chỉ kịp quay lại nhìn tôi và cười. Và khi nghĩ lại, thời gian trùng khớp 3 năm đúng như thầy tôi trước đã xem. Sau đó thì tôi đột nhiên thấy vị quan quay ra nhìn tôi chắp tay cúi chào, bất ngờ tôi chỉ chắp tay cúi chào lại. Tôi cứ tưởng là họ không nhìn thấy mình. Sau trải nghiệm này, tôi rút ra được vài kinh nghiệm. Bất cứ chuyện gì mình làm, đều có trời biết đất,
biết quỷ thần biết, đừng hại ai. Khi trong nhà có người chết, đừng quá đau buồn, họ sẽ khó siêu thoát, đừng mong mơ thấy họ, vì ma sẽ lợi dụng. Không phải người cứ chết đi là sẽ tự nhiên sáng suốt biết mọi thứ. Muốn chết đi vẫn sáng suốt thì chỉ có tụng kinh niệm Phật suốt ngày. Không phải người cứ chết đi thì có thể có khả năng giúp người thân đang sống, nhiều khi bản thân họ cần được giúp nữa. Bớt thần thánh hóa gia tiên lại. Thực tế, chỉ có một số ít gia tiên, theo đạo chính thống, hầu thánh thần chính thống có khả năng độ con cháu, năng lực độ tùy theo khả năng tu tập của người đó. Cho nên, chắc ăn nhất vẫn là sống thiện, thờ Phật, tụng kinh niệm Phật để lừa nghiệp bao đời, hóa thành sen đỏ, rồi dần dần Phật độ cho luôn được phúc lộc thọ hỷ. Quý khán thính giả vừa rồi đã nghe xong phần 7 của series Những câu chuyện tâm linh có thật. Hãy ấn like cũng như là đăng ký kênh nếu quý khán giả lần đầu biết đến kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.